Thiền đường đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 10 của năm Quý Mão và cái thất tuần thất thứ năm ngày thứ ba của Phá Tu Thiền mùa đông của Thiền viện Di Lực. Giờ này là theo thường lệ là giờ giải đáp thắc mắc và chia sẻ công phu. Quý vị nào có điều gì thắc mắc cứ nêu lên để chúng ta cùng chia sẻ. Điều quý vị thấy chúng ta bước vào thiền đường là chỉ không có cái việc gì khác hơn là đề câu thoại để tham thiền. Nhưng mà đề câu thoại đầu mà có khó có dễ, như thế nào là khó và như thế nào là dễ, quý vị thử nghĩ xem. Cũng một câu thoại đầu mà có khó và có dễ, quý vị là thử nghĩ coi cái khó nó ở chỗ nào và cái dễ nó ở chỗ nào. Nếu mà chúng ta đề câu hỏi lên, muốn rõ biết được chính mình mà biết không nổi việc này có khó hay dễ, chúng ta thật lòng muốn biết mà biết không nổi, mà muốn biết cho được cái ta là cái gì thì thật là khó, khó quá đi. Làm sao để vượt qua được cái khó này? Đây là vấn đề chúng ta cần phải bàn, phải chia sẻ để mà có cái kinh nghiệm để tinh tiến công phu dụng công cho nó được đắc lực, để mà vượt qua được cái khó này. Vì hành giả chúng ta ai cũng gặp phải cái khó này cả. Vì cái khó này mà mình muốn vượt qua được cái khó thì không có cách nào vượt qua nổi. Nếu như cái dễ, quý vị thấy như cái dễ thì như thế nào? Cũng một câu thoại đầu mà nó rất là dễ. Cũng như mà lục tổ mà hỏi ngài Huệ Minh, chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác, ngay đó cái gì là bổn lai diện mục của thượng tọa minh? Ngài không có suy nghĩ, không có qua suy nghĩ mà ngộ liền. Như vậy khó hay dễ? Bởi vì cái dễ chúng ta cũng không làm được, mà khó chúng ta cũng không làm được. Như vậy thì mình phải làm sao bây giờ? Quý vị thấy khó mình làm không nổi, mà dễ thì mình làm cũng không được. Vậy chúng ta là cái gì mà khó cũng không làm được mà dễ cũng không làm được là sao? Bởi vì cái cố chấp của chúng ta nó thành một cái tập khí lâu đời này. Cho nên nó che chướng mà làm cho chúng ta cứ chìm đắm trong cái sự tối tăm sanh tử, lẫn quẩn ở trong cái trần lao này không có cách nào ra được. Chư tổ vì từ bi mà phương tiện chỉ cho chúng ta một cái pháp tham thoại đầu này để giải quyết vấn đề việc lớn của sanh tử.
chúng ta thấy khó, nhưng mà nếu mình kiên trì, nhẫn nại, tin được lời của Phật Tổ thì hết lòng tri cứu, hướng thẳng đến mà tham, thì có ngày sẽ đến. Dù khó mấy rồi cũng phải vượt qua cho được bằng được. Như vậy đó, quý vị thấy coi cái sự mà công phu của chúng ta đối với cái khó dễ thì thật sự là cái nào cũng khó hết. Dễ chúng ta làm không được, khó làm cũng không được, thành khó như dễ cũng đều là không được. Như vậy thì giờ quý vị thử nghĩ coi mình có cách nào khác hơn đề câu thoại đầu mà tham cứu hay không, để rõ được chính mình, chính ta là cái gì. Ngoài câu thoại đầu ra có cái pháp nào mà khác hơn, dễ dàng hơn được nữa? Giờ chia sẻ công phu, quý vị nào có điều gì thắc mắc cứ nêu ra để chúng ta cùng chia sẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Hòa Trên Hòa Thượng là con có cái thắc thế này. Con thấy tất cả các môn thiền khác đều có đối tượng để mà tu tập, như các tổ ngày xưa đều nhân vật mà ngộ tâm, nhưng mà pháp môn của mình thì không có đối tượng. Nếu như mà lấy câu thoại đầu làm đối tượng thì nó lại không phải là câu thoại đầu nữa, thì làm sao mà ngộ được? Tức là nó không đối tượng thì con lại thấy nó rất là khó, nó không có dễ. Bởi vì mình phải tin được lời Phật dạy. Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh bình đẳng như nhau, thì chính ta cũng có cái Phật tánh đó. Nếu tin được ta có Phật tánh, mà cái Phật tánh đó nó sẵn sàng, nó đầy đủ, không có dư, không có kém chút nào. Nếu mà mình tin được lời của Phật Tổ chỉ dạy như thế, nó sẵn sàng, thì như vậy bây giờ chúng ta đâu có đợi đối tượng nào khác, chỉ cần nhận ra chính mình là Phật tánh nó sẵn sàng như thế. Mà tại sao mình nhận ra không được? Mình nhận ra không được thì mình phải nhờ cái pháp. Là cái pháp đó là cái pháp tham thiền. Tham câu thoại đầu là hỏi về cái chỗ sẵn sàng của chính mình đó. Hỏi về cái chỗ sẵn sàng đầy đủ, không có dư không thiếu. Tất cả đều bình đẳng như nhau. Nhưng mà bây giờ mình chỉ nhận ra được cái chỗ này. Nếu ngoài cái pháp tham thiền ra thì không có cái pháp nào khác hơn được nữa. Bởi vì các cái pháp khác thì mình phải có cái đối tượng để tu, rồi dần dần đi đến thì nó mới gạo nó lột lần từ cái chỗ phàm phu mà đi dần dần lên, nó đi qua nhiều cái đẳng cấp như thế thì nó lâu lắm. Còn cái chỗ thiền tông đây đó là chỉ thẳng, gọi là trực chỉ, là thẳng vào cái tâm của chính mình, có cái tánh giác ngộ đó thành Phật. Nhận ra được cái chỗ đây là
thành thật. Tuy nó khó, nhưng mà khó cỡ nào rồi cũng phải được. Cũng như ngày lai quả, ví dụ như con chó ở trong bốn bức tường vậy đó, nó muốn ra thì muốn ra cho ngoài được á, để thông dong tự tại á, rộng lớn cái không gian rộng lớn bao la đó, đó thì nó phải trèo qua một cách nào đó. Nó phải dùng mọi sức, hết sức lực của nó, hết khả năng của nó để mà nó leo, nó vượt qua được cái bức tường đó thì nó mới được ra ngoài, nó thông dong tự tại cái không gian rộng lớn bao la đó. Còn không thì nó cứ ở mãi trong cái khung bốn bức tường nhỏ hẹp, chịu đói chịu khổ, không có cách nào khác hơn được. Nếu mà leo ra cho được thì nó phải dùng bằng mọi cách để nó leo ra cho được thôi. Đấy, thì như vậy đó, thì chúng ta ở đây cũng vậy, cũng đang ở trong cái sanh tử này mà mình muốn thoát ra khỏi được cái sanh tử thì chỉ có một cái giải pháp duy nhất là tham thiền. Còn ngoài cái pháp tham thiền ra thì không có cái pháp khác được. Dạ con bạch hòa thượng, như pháp của mình là chỉ thẳng vào tâm mình luôn, nhưng mà thường thường khi mà đối diện với cảnh đó thì nó sinh tâm, còn mình ngồi thiền đường cái tâm nó vậy, nó đâu có sinh cái tâm gì đâu mà. Bởi vì nó không có sinh cái tâm gì hết á, nhưng mà mình muốn rõ được chính mình giờ cái chuyện vô thường hàng ngày của mình đây nè. Cho nên á, ở trong thiền đường nhắc nhở chúng ta mỗi ngày là đề câu hỏi đó để rõ biết được chính mình. Mà mình không biết được chính mình, đề câu hỏi lên hỏi về chính mình, ở là cái, bởi vì cái thân này là cái thân quyển quá vô thường, có ngày nào gần rồi nó cũng phải trong cái quy luật vô thường này, nó đến với chúng ta không biết lúc nào. Đem chôn á thành đất mà đốt là thành tro, thì cái điều này sư cô cũng phải hiểu rồi đó. Và từ cái người thân của mình là ông bà cha mẹ, rồi người bạn của mình lớn nhỏ nam nữ đều cũng có diễn biến ra trước cái cảnh mà mình đã thấy được. Như vậy thì rồi đến thân này cũng phải đi vào cái con đường đó. Mà khi mà nó chết rồi đó, đem đốt thành tro mà đem chôn thành đất, như vậy còn cái ta là cái gì? Ta có đốt cháy được không? Nếu mà ta không cháy được á thì ta ở đâu? Ta như thế nào? Mình không thấy, không biết thì việc này hết sức là khó. Nhưng mà mình muốn vượt qua được cái khó đó, đó phải vận dụng cái tâm lực suy gẫm cái chỗ này, tham cứu cái chỗ này, trực nhận ra được cái ta là gì đó, nó rõ ràng minh bạch, không có nhầm lẫn. Thì cái đây là lời của Phật Tổ đã chỉ dạy chúng ta. Dạ con cảm ơn Hòa Thượng chỉ dạy. Con còn cái thắc mắc đó là khi Hòa Thượng chia sẻ là Phật Tổ tìm hỏi Huệ Minh là ngay trong thiền tháp đó thì là Huệ Minh thì ngài bừng lên ngài ngộ. Vậy thì cái bừng lên này trong cái suốt quá trình mà mình tu cho tới khi mình ngộ thì nó bừng lên mấy lần, và nếu mà chỉ một lần thôi thì sao lại có tiểu ngộ và đại ngộ này chỉ dạy? Bởi vì cái tiểu ngộ và đại ngộ đó thì cũng do cái ngộ của mình, cũng giống như là lục tổ mà khi nghe cái câu kinh mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm thì cũng ngộ rồi đó.
nhưng mà cái chỗ này ngộ chưa có triệt để. Mặc dù chưa triệt để nhưng mà nó so với người thường á, thì nó hơn nhiều rồi. Vì từ một cái người từ nhỏ đến lớn ở với cha mẹ chưa có từng đi xuất gia tu học gì hết á, chỉ tối ngày á đi bữa củi rồi để đi đổi gạo thôi, chưa có biết học giáo lý kinh điển gì hết á. Nhưng mà khi nghe cái ông nhà bên cạnh là tụng kinh Kim Cang á, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, bừng sáng lên liền. Nhà đó con hỏi chỗ đó thưa hòa thượng, tức là khi đã nghe là đã ngộ rồi mà bừng lên rồi xong rồi tới khi mà gặp bố tổ á thì lại ngài mới bừng thêm một lần nữa thì cái chỗ đó nó mới gọi là triệt để. Thì cái ngộ triệt để đó đó, còn cái giờ nó cũng ngộ mà nó cũng còn một chút nào đó, nó chưa có triệt để. Thì mặc dù chưa triệt để đó, nhưng mà so với người thường là khác hơn nhiều. Cho nên khi đến gặp ngũ tổ đó, thì qua cái cơ đáp đó, đối đáp với nhau, thì mình nghe sấm sét, người thường không chịu nổi, không ai mà so sánh được cái chỗ này. Như vậy mà miệt mài cho đến 8 tháng sau đó, thì tổ mới xuống hỏi: ta biết ngươi có chỗ dùng, cho nên sợ người đời á ám hại, cho nên á không có thường lui tới với ngươi, ngươi biết không? Thì lục tổ mới nói: dạ biết. Chính vì biết đó đó, cho nên mấy tháng này còn không dám lên phía trước thượng đường, tức cái giảng đường đó, để nghe lục tổ khai thị. Mặc dù như vậy đó, nhưng mà tổ cũng kêu đa lên để mà gặng hỏi một lần nữa cho nó kỹ đó. Thì cũng đến cái chỗ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngày bừng sáng lại một lần nữa, thì ra là tuyệt ngộ đó. Thì cái duyên này thì mình chỉ có lòng tin mà dụng công phu tu tập thôi. Chứ còn cái chỗ này mà luận bàn thật sự, mình bàn việc của mình làm sao bàn đến việc của tổ được. Mình thấy như vậy, mình biết rằng cái duyên của cái người phàm phu, mà nếu mà mình có được cái lòng tin mà vận dụng tâm lực để mà tham cứu tu hành, thì cũng có một ngày cái duyên nó sẽ đến với mình như vậy. Thì đời này không xong thì đời sau nữa cũng phải có cái duyên đó. Cũng giống như lục tổ vậy đó, đã gieo trồng cái thiện căn này cũng nhiều kiếp rồi đó, cho nên đến cái kiếp này chỉ cần một nghe mà ngàn ngộ đó, là cái chỗ này nghe qua cái ngộ liền. Mình cũng nghe rất nhiều lần nhưng mà đâu có ngộ được đâu. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà mình không thể so sánh được, không thể nghĩ bàn được. Nhưng mà mình chỉ có lòng tin để mà vận dụng tâm lực công phu tu hành thôi. Rồi mọi cái việc đó thì sẽ vượt qua hết, rồi cũng đến được như Phật tổ vậy. Cổ để nghiệp khi mà con xin tiếng mặt chị này con hỏi đây là cái thầy này. Dạ, bạch hòa thượng, cho con hỏi thêm một cái câu hỏi của hòa thượng mới giảng lúc nãy á, tại con cũng chưa có hiểu là khi mà đã đạt tiểu ngộ rồi á thì đã giải thoát sanh tử hay là chưa. Thì đối với lục tổ mà dạy đó, tiểu ngộ á, mặc dù nó đã giải thoát rồi nhưng mà nó chưa có triệt để. Vì cái chỗ này á, thì mà nhưng mà từ cái chỗ tiểu ngộ đi đến đại ngộ á, nó dễ hơn cái người thường của mình nhiều lắm. Bởi vì cái là
cái tự tin đó, nó quá đầy đủ mà nó quá sẵn sàng rồi, và chỉ còn thêm một chút xíu nữa thôi thì nó hoàn xong hết tất cả. Còn mình bây giờ đó, từ cái chỗ mà phàm phu mà mình mà mò mẫm đi lên đó, thì nó khó khăn dữ lắm, nhưng mà vì mình còn ở trong cái dòng sanh tử này nó còn trôi lăn nhiều lắm. Còn như cái người mà đạt được tiểu ngộ rồi thì nó có còn trong sanh tử đi nữa đó thì nó cũng vẫn hơn cái người thường rất nhiều, vì cái duyên lớn nó đã đến gần rồi, gần kề rồi, chỉ thêm một chút xíu nữa thôi là xong. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên hai vị hòa thượng, kính bạch chư tăng đức cùng thiền viên đại chúng. Thì trước khi vào cái vấn đề có muốn hỏi thì hồi nãy có hai vị hỏi là cái vấn đề về mộ, thì con xin bổ sung một tí xíu là theo con được dạy á, thì cái mộ của mình nó không phải là đích đến, mà nó giống như là mình đi về nhà trong cái đêm giông bão vậy. Thì khi mình đi đường hiểm trở trong cái đêm giông bão vậy thì rất là nguy hiểm, mình không biết đường, mình cũng không biết đường đi, thì cái sự ngộ của mình nó giống như là đi chớp đó, nó chỉ chớp lên vậy thôi. Nhưng mà chính vì trong một thoáng chốc, trong một sát na đó, mình nhận ra được tí xíu con đường phía trước, mình dự của đó mà mình đi về nhà. Chứ không phải là mình ngộ một phát là mình biết được hết, mà mình phải ngộ nhiều phát, mình ngộ lần lần. Chứ trong quá trình tu tập thì lâu lâu mình ngộ một ít thì từ từ nó sẽ đạt đến kết quả, thì theo con nghĩ là như vậy. Và cái vấn đề con muốn hỏi ở đây là hồi trước con cũng có được dạy về thiền, cũng được thực hành thiền một khoảng thời gian ngắn thôi, thì nhưng mà cái phương pháp thiền nó không giống như ở đây. Đây là mình chiếu cố hoại đầu, tức là luôn luôn đặt một câu hỏi, ta là ai, ta là gì, để biết được là ta là gì. Thì có muốn hỏi là cái câu hỏi này lúc nào mình cũng phải giữ trong đầu, giữ trong tâm hay sao ạ? Phải rồi. Bởi vì cái chỗ này nè, cái câu thoại đầu này nó là câu thoại, mà nếu mà tu cái pháp này là dần dần đến chỗ thoại đầu. Thoại đầu là theo như hòa thượng Hư Dân dạy đó, thoại đầu là cái chỗ trước khi lời nói mà nó phát khởi. Tất nhiên là cái chỗ này nó gọi là một niệm mà chưa sanh đó. Nhưng mình thường cái tâm của niệm của mình nó khởi ra cái gì rồi đó thì nó mới nói, nó nghĩ lên rồi nó mới nói ra miệng, nó nghĩ trước rồi mới nói sau. Còn cái trước khi nghĩ cái lời nói đó, cái câu nói đó đó, trước khi nghĩ đó thì nó gọi là chỗ đó mới gọi là thoại đầu. Mà thoại đầu là cái gì? Là chỗ trước khi cái suy nghĩ đó nó phát khởi là thoại đầu. Mà ngay đó ta là cái gì, mình hỏi cho mình phải đi đến chỗ đó thì nó mới ngộ ra được ta là cái gì. Còn bây giờ cái chỗ phần dưới này suy nghĩ rồi thì nó gọi là
tôi lăn trong cái ý thức của Trần Lao, mình không có, nó gọi là vọng tưởng Trần Lao đó, nó muôn ngàn cái niệm khởi lên, mình không thể nào mà mình dừng nghĩ được. Mà nhờ cái câu thoại này mà đưa đến thoại đầu, cái câu thoại này dẫn mình đến thoại đầu, là đến chỗ một niệm chưa sanh khởi đó. Coi ta là cái gì, thì nếu có cái công phu tu tập nó đến đây rồi á, thì mình mới ngộ ra được cái chỗ ta là gì một cách nó rõ ràng, à, như tổ dạy vậy đó. Như Ngài La Quả khi mà ngộ rồi á, thì rõ biết được chính ta là gì, thì lúc đó thì mình mới làm chủ được chính mình, à, muốn lên thiên đường cũng được, mà muốn xuống địa ngục cũng được đó, à, do ta làm chủ, ta muốn đi đâu cũng được. Còn bây giờ thì phàm phu thì không được, mình đi là nghiệp dẫn mình đi, chứ mình muốn không có được. Dạ, đúng rồi. À, thế con xin hỏi thêm là, ví dụ như bình thường khi mình ở thiên đường hoặc là mình ở một mình không có cái duyên, không có tới, à, mình không có gặp những vấn đề trong cuộc sống, thì mình có thể đè cho phải đầu. Nhưng mà khi mà giống như mình gặp các vấn đề trong cuộc sống, thì lúc đó câu phải đè, cái câu phải đầu mình đè ở đâu? Giống như thì cái câu này là để hỏi về chính mình, vì cái thân này nó có ngày nó tan rã. Còn cái câu thoại là nó hỏi cái tâm, mà cái thân này tan rã rồi mà cái mà thường gọi là ta đó nó ở chỗ nào. Thì nếu mà mình có hỏi được cái chỗ đó, thì câu thoại đầu là luôn luôn phải hỏi cái chỗ này, phải nhận ra cái chỗ này. Cái câu thoại đầu đó nó hỏi về chính mình. Dạ, nhưng mà ý muốn hỏi là ví dụ như vài ngày nữa con đi về chùa, thì con lại có một cuộc sống khác, suy nghĩ nhiều hơn và ấy hơn, thì lúc đó mình không thể nào mà để câu phải đầu được, thì lúc đó phải làm sao? Thì phải tôi lăn tâm sinh tử thôi, chấp nhận đi tâm sinh tử, tôi lăn từ cái kiếp này sang kiếp khác, từ trước đến giờ vậy đó. Thì trước đến giờ đâu phải một lần này có cái thân đây đâu, nó muôn ngàn là sanh diệt rồi. Thì bây giờ mình đi về chùa, nếu mà mình muốn rõ được chính mình, thì cái câu hỏi đầu này mình cứ hỏi thao thức cái câu hỏi này. Mình muốn biết được chính mình mà biết không được, thì mình cứ trăn trở đêm như ngày. Thì mình có duyên tụ ở thiền đường, hoặc là ở nơi nào, ở chùa nào, mà mình cũng có trăn trở cái chỗ này, thì cái cơ duyên nó chín mùi, thì mình bùng dở ra được là ngộ. Nó như vậy đó. À, dạ, không phải. Cảm ơn đã giảng dạy cho con. Hình thỉnh hòa thượng có ít lời để sắp tấn theo quý hành giả. Còn có mấy phút nữa. Còn 5 phút nữa nè. À, vậy thôi, nói thêm 5 phút nữa cũng được. À, thầy mới vừa nói, chúng ta ai cũng biết đó là Phật, Pháp, Tăng. Em Phật là cái bậc đại giác ngộ, còn Pháp là cái phương pháp để tu giác ngộ thành Phật. Nhưng mà Phật có đề đại nhập Niết Bàn, Pháp là không có người truyền dạy, thì nên có nhờ Tăng thay vì Thế Tôn để duy trì cái Pháp này, để mà hướng dẫn cho
chính sanh nương đó mà tu giải thoát hoặc là giác ngộ thành Phật. Vậy cho nên câu tội đầu là pháp, là cái phương pháp mình nương nhờ pháp, mình muốn giải thoát hoặc là muốn giác ngộ phải có pháp. Thì nói về pháp, hồi sáng cũng đã chia sẻ pháp là vô lượng pháp, rồi là vô lượng pháp môn. Tất nhiên là mỗi mỗi đều là mỗi phương tiện khác nhau, nhưng đều là để giúp ích cho chúng ta đi đến giải thoát các giác ngộ. Như vậy thì thầy là cũng là người trước gia, là người tu phải nắm rõ về các pháp để tu cho chính mình và hướng dẫn cho thế hệ kế tiếp. Bởi vì mình là một sứ giả đại diện cho Tam Bảo, mà nếu không nắm rõ trong các pháp cho chính mình cũng như để hướng dẫn cho mọi người. Vì vậy cho nên hôm nay thầy đã đến được mấy hôm rồi, nhưng mà thầy chưa nắm rõ về cái phương pháp để tu. Do vậy cho nên thầy nói cái câu là dễ vậy rồi, mang nó mình cái câu thời đầu này để đâu. Cũng giống như mà thầy đang muốn qua sông mà thầy ngồi lên trên xuồng rồi thầy đi nửa chừng thôi, bây giờ cái chiếc xuồng này để đâu? Nếu mà thầy muốn đi đến mà thầy giữa chừng thầy buông nó xuống rồi thì giờ thầy đi về đâu? Thì tất cả các pháp cũng vậy, nếu mà đã sử dụng để mình tu, để mình đạt đến mục đích khi mà mình chọn, thì cái pháp đó là để thành tựu cho cái tâm nguyện của mình mong muốn. Có phải vậy không? Kể cả nói về cái pháp môn niệm Phật bây giờ thường xuyên mọi người đều phổ biến, cũng là phải nắm rõ cái pháp, cái phương pháp để thực hành như thế nào. Dù là cái niệm Phật nó rất là dễ, nhưng mà cái dễ đó là cái thực hành như thế nào để được vãng sanh. Chứ không phải Nam Mô A Di Đà Phật thì vãng sanh liền, phải không? Phải nắm rõ. Và cái pháp môn này cũng vậy, khi muốn hành cái pháp môn này, là cái pháp môn này mục đích để làm gì, mình thực hành nó để kết quả như thế nào. Học sáng thường đã nói rồi, tôi nói vô lượng pháp môn, mỗi pháp là mỗi cửa, muốn vào mỗi cảnh giới, mỗi quốc độ thì theo cái phương pháp, mỗi phương pháp để thực hành, thì để đạt vào cảnh giới và quốc độ đó mình mong muốn. Còn pháp môn tổ sư thiền đó là không nói về cái quốc độ, cũng không nói về cái cảnh giới. Quốc độ là nói về chư Phật thì gọi là quốc độ, còn các Bồ Tát và các cảnh giới chư thiên hay chư tiên đều gọi là cảnh giới. Thì mình muốn vào cảnh giới nào, mình thực hiện những cái phương pháp đó mới vào được. Thì cái pháp này đó là không nói về cảnh giới quốc độ nào hết cả, mà nói ngay trong bản tâm của chính mình. Muốn ngộ được cái bản tâm của chính mình là nương vào câu thoại đầu. Cái câu thoại đầu này đó, quý vị biết nó mới áp dụng không? Nó chỉ còn một câu thoại đầu, nhưng mà nếu mà cái người què chân muốn đi không được là nhờ cái gì để đi được? Là phải nhờ cây gậy, phải không? Có cây gậy mới đi được.
thì cái khỏe trong đó ví như cái vọng tưởng điên đảo, nó làm chướng ngại, muốn đi đi cũng được, sẽ nhờ cái câu thoại đó mới đi được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ví dụ mình muốn về cái nhà của chính mình xưa nay, nhưng mà mình đi chơi quên về rồi, giờ không biết đường nữa, không biết đường nào để về, thì câu thoại đầu chính là con đường, nó đưa mình về đến nhà. Hoặc mình đã đi lạc trong rừng thì nó cũng là cái lan bàn chỉ cho mình ra. Đó là nói về cái phương tiện đã sẵn có, đường đã có, gậy cũng đã có, lan bàn cũng đã có, nhưng còn thiếu cái gì nữa không? Thiếu cái bước đi. Thiếu cái bước đi tức là cái nghi tình là đi, là cái tình trạng biết không được. Đó. Tất nhiên là mình muốn tổ ngộ cái bản tâm của chính mình, cũng như là mình muốn trở về cái nhà xưa nay của mình. Nhưng mà làm sao để về? Bây giờ phương tiện ta đã làm sẵn cho rồi, ta chỉ cho con đường rồi, về chân ta cho cây gậy rồi, nhưng mà giờ mình muốn về tới nhà thì mình phải đi, chứ chẳng lẽ ai đi cho mình, phải không? Mình muốn về tới nhà là mình phải đi. Tất nhiên là mình đề khởi lên câu thoại đầu là mình đã đứng trên con đường đi về nhà, để khởi lên cái nghi tình, tức là cái tình trạng muốn biết đó, biết không được. Đó là bước, cái chừng đã bước đi. Thì cứ hỏi và giữ cái không biết, chừng nào nó về đến nhà, ồ, đến nhà mình đấy. Cho nên cái chỗ, cái thấy này đó, kêu là kiến pháp thân đó, có gần có xa, cho nên có tiểu có đại. Có khi mình thấy nhưng mà vẫn còn xa lắm, mà khi mà cái còn xa đó nó là chưa an ổn. Khi nào mà bước vào được vô trong nhà đó thì lúc đó là mới an ổn, còn ở ngoài thì chưa phải, cái sanh tử chưa chấm dứt, chỉ là mới phát khởi được cái tín tâm không thối chuyển thôi. Chỗ này là mới có khởi được cái tín tâm không thối chuyển, chứ chưa phải là chấm dứt sanh tử. Tất nhiên mình nhận ra đó là mình đã được cái tín tâm đầy đủ không thối chuyển nữa, chứ chưa phải là cái sanh tử đã chấm dứt. Khi mà bước vào á, được vào trong nhà đó, gọi là chứng nhập đó, thì lúc đó mình chấm dứt. Theo con hình dung thì nó như thế này nè, Đức Phật dạy vô ngã là niết bàn, mà nếu thầy nói rằng bước vào trong nhà rồi thì mới là chấm dứt sinh tử, thì con đưa một cái ví dụ để mọi người dễ hình dung. Ví dụ con bước vào căn nhà, căn phòng đó có rất là nhiều đồ đạc và con ném hết đồ đạc ra ngoài rồi, nhưng mà con vẫn còn ở trong phòng, trong cái phòng đó, thì không thể nào gọi là cái phòng không được, không có người được, phòng đó vẫn còn đồ đạc là con mà, thì làm sao mà chấm dứt sinh tử chỗ này được rồi, thưa mà? Cái đó, đó là theo như ngài Lai Quái dạy, đó là cái tập khí. Tất nhiên là xưa nay mình tạo tác là nó chỉ là cái cấu bẩn thôi, là mình dụng không được, chứ không phải là, tất nhiên mình muốn sử dụng cái đó sử dụng không được, bị cái cấu bẩn đó là, thì lúc bây giờ gọi là phải bảo nhận, và tất nhiên là phải
làm cho nó sạch rồi bắt đầu mới dùng. Tất nhiên là thể tánh dụng, tất nhiên là đã vào cái bản thể nhưng chưa phát huy dụng, chưa phát ra được cái dụng. Tất nhiên là sơ quan, trùng quan, mặt hậu quan, sơ quan là chỉ mới cái nhận ra thôi, trùng quan là mới cái thể nhập, nhưng mà cái thể nhập này là chưa dùng được, phải quá trình tâu luyện sạch hết những cái đó đi, dứt sạch hết rồi đó thì mới là dùng được. Nhưng mà ở chỗ này nó còn cái chỗ nào, nó còn cái chỗ là còn có ngộ, có chứng. Cho nên khi dọn sạch hết cái đó rồi thì cái chứng ngộ này không còn nữa, thì lúc đó mới hiển bày cái dụng. Thì trong cái dụng và cái thể, cái tánh, cái dụng nó không còn cái từ ngữ nữa, có là ta ngộ hay ta dụng nữa. Thể dụng là tâm, tâm là dụng, thì lúc đó mới là triệt để. Còn trên giai đoạn này là chưa xong. Vì vậy cho nên á, ngài Trung Phong nói á, có bốn cái câu khó đó. Tin được là khó thứ nhất, niệm được là khó thứ hai, ngộ được là khó thứ ba, tu được là khó thứ tư, là bốn cái câu khó của ngài Trung Phong. Khi ngộ rồi đó, đã ngộ mà không còn cái khó là khó chỗ nào. À, nếu mà đây là trên cái lý giữa cái ngữ lục, tức là những lời nói của tổ sư, rồi mình dựa theo cái suy gẫm của mình, nó rơi vào cái lý, cái giải. Còn nếu mà mình thực tế đi vào á, thì mình phải rõ biết chính xác nhất là mình phải giữ cái công phu. Và khi mình tự nhận ra rồi, rồi mình mới biết lại cái lời nói đó nó chuẩn như thế nào. Còn nếu mà dựa trên xử lý không được. Tại vì khi đó đó, đến chỗ đó rồi đó, thì lúc bây giờ cái công phu của mình nó như thế nào mà mỗi là khó đó, thì cái người đó đến đó rồi mới biết. Còn bây giờ là dùng cái sĩ lý là nói một câu nó ra một câu, nói một câu nó ra một câu, nó không giúp. À, thì đến chỗ đó rồi đó, khi mà nó ngộ rồi đó, mà là cái tu đó nó còn khó hơn hai tay bưng đĩa nước. Vậy là cái khó nào trong đó mình chưa đến thì nói ra cũng được, mà người đó thì biết. À, cũng như trước kia đó, lúc mà mới gặp hòa thượng đó, nói lên đề câu thở đầu á, thì mình tham nó miên miên, mà hồi nào cũng cái câu thở đầu nó rõ ràng liên tục không giúp. À, nhưng mà đến cái giai đoạn rồi đẻ không được, nó cứ chập chờn nhập chờn, vừa là nó thoáng liền, vừa là thoáng liền. À, cái công phu này nó rất là khắc nghiệt, thể mình lơ là mất liền. Còn trước đây á là ngày đêm nó đi liên tục, nó không vậy, rất là dễ, đều hoài không mất, ngủ nó cũng tự động nó khởi nữa. Nhưng mà bây giờ lại khác, bây giờ nó không có khởi nữa, mà mình đề lên cái là cái biến liền. Thì đến đấy đi rồi cô sẽ nhận ra mấy cái điều đó. Dạ, con xin tri ân hòa thượng, nhưng mà con giống như cái con nghĩ cái lúc đó nó giống như thế này này, giống như mà tụ đề đàm ma khi mà ngày đang thiền á, xong rồi có một hòa thượng để hỏi là tổ, là xin hỏi tổ khi chết thì gì đó, thì tổ mới nói rằng là ta không biết vì ta chưa chết. Đúng vậy, bởi vì hỏi cái chuyện chưa đến mà đã hỏi. À, thì người đã nói đúng chẳng, người đã không có nói dối. À, hỏi cho chết đi về đâu, nó ta chưa chết mà sao ta lại. Dạ, hai điều hòa thượng, bây giờ con trả lời cái đi đến. Tại vì ngày hôm, từ nơi hôm mình là vô cái đông tới nay á, ngày nào hòa thượng cũng hoàng cũng hỏi chúng con là các chị có thấy công phu mình tiến bộ không? Có cắt khỏi nghi tình, có thao thức, có trăn trở về chính mình không? Thì con xin đại diện cho một số hành giả đang có mặt ở đây, thì thưa với hòa thượng là chúng con đang có những cái tâm thao thức và trăn trở về chính mình,
và phát khởi lên một cái tâm tinh tấn vì nhờ hai vị hòa thượng vừa mỗi ngày nhắc nhở và mỗi ngày nhắc chúng con tu tập trên thiền đường. Chẳng những chúng con ở đây mà chú Giác Đức ở dưới đó cũng phát khởi một cái niềm tin rất là dũng mãnh. Chú nói với con là chú sẽ lên thiền đường để đi hương thọ hương cùng đại chúng. Cái này là một cái điều rất là hy hữu, tại vì chú rất là khó khăn đi đứng, nhưng mà chú đã tập và cố gắng nỗ lực để cùng đại chúng đi hương thọ hương trên thiền đường. Thì chú phát tâm chú sẽ lên, chú đi hương ở trên, ở phía ngoài hành lang. Thì cái điều này nói lên cái tâm huyết của chúng con vì được hai vị hòa thượng về đây dẫn dắt chúng con tu tập mà phát khởi được một cái niềm tin tinh tấn mà thao thức trăn trở về chính mình. Thì chúng con cũng thỉnh hai vị hòa thượng cứ đánh và cứ hét, cứ đánh mạnh cho tụi con giống như là phát khởi nghi tình mà tha thiết cái công phu miên mật hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái này thì nó có nhiều cái tác dụng nhưng mà chưa có sử dụng thì đã có cái chứng gian cho nên không có dùng được. Thì cái công phu mà nó ở trong cái dạng bình đó, nhờ cái trợ duyên trợ lực đó nó mới bất giác nó làm cho mình phải thiết tha hơn. Nó cũng có nhiều cái tác dụng chưa có sử dụng đến. Còn về vấn đề mà tôi á, thì hồi xưa á, thì lúc mà cái công phu đó mà đến cái giai đoạn mà tại sao là chính mình không biết được, tức quá, nó của mình mà, cho nên như vậy đó mà tôi cả ngày lẫn đêm tôi đều phải tha. Nhưng mà khi nó qua cái giai đoạn này rồi, nó không còn nữa, nó không còn ngày đêm nữa. Bây giờ nó tôi còn khó hơn là gấp mấy lần cái lúc thời gian đó. Cái thời gian đó là mình đè lên đó, cái câu thoại đầu nó liên tục, mỗi lúc nào nó cũng có, đến khi ngủ cũng có được. Còn bây giờ thì nó ngủ cái nó quên luôn đó, mà ngủ cái nó mất đấy, nó không còn như hồi đó nữa. Vì vậy cho nên là nó, tôi thì qua giai đoạn này tôi biết cá nhân của tôi. Còn hành giả thì mỗi người nó có mỗi khác, có khi mới vô tham thì thấy nó có liên tục, nhưng mà có người tham lâu rồi thì nó mất luôn. Nó nhiều cái như vậy. Thôi cái giờ cũng đã hết rồi, hơn 10 phút rồi, giờ đi hương. Để chúng đề khởi cái thoại đầu tham. Thank you.